4 giờ sáng, khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ, ga Sài Gòn đã chật kín người đến xếp hàng với mong muốn được bốc tấm phiếu thứ tự sớm nhất để mua vé. Có rất nhiều cách để người ta quên đi cảm giác chờ đợi. Nhưng có lẽ tìm một chỗ trống tại sảnh để ngủ là cách phổ biến nhất. Người nghe người ta nói là khó, rất là khó mua vé, thì có người là người ta đi từ 11 giờ đêm mà bốc cái số cả 900 mấy. Sốt ruột ngóng chờ, không hiểu sẽ phải lấy số thứ tự như thế nào, không biết chiếc máy bấm số hoạt động ra sao. Những trường hợp như thế này không phải là hiếm. 5 giờ, nhà ga bắt đầu cho bốc số thứ tự mua vé. Ai chưa biết thời bao cấp là gì, có thể đến đây tận mắt chứng kiến. Ngay đến chính những nhân viên nhà ga cũng không hiểu chiếc máy này sẽ hoạt động như thế nào. Cương, coi cái đường điện ở đây nó vô máy chỗ nào. Loay hoay một hồi, cuối cùng nó cũng hoạt động trong sự ngóng đợi của hàng trăm người phía sau. Mặc dù xếp hàng từ 4 giờ sáng, nhưng ông Nguyễn Văn Định vẫn không phải là người đầu tiên được vào mua vé. Nhưng con số 20 cầm trên tay với ông lúc này đã là quá mãn nguyện. Còn với hàng trăm người đang ùn kéo đến ga lúc 5 giờ 30 phút này, không biết họ sẽ là người thứ bao nhiêu trong danh sách xếp hàng mua vé. Với những người lao động ngoại tỉnh thì 200.000 cho phe vé là cả vài ngày lao động. Vậy nên họ đành tự nhủ, nghèo thì phải xếp hàng. Nhưng hôm nay, ngày mai và liệu những ngày sau nữa, nếu không vạ vật trắng đêm ở ga thì chẳng biết bao giờ họ mới cầm được tấm vé trên tay theo đường chính ngạch. Tết thì đang đến gần.